Tôi đang có mặt tại nghĩa trang Lò Cà của thành phố Đà Nẵng để thực hiện cái nghi lễ này. Cần lấy đất ở trên mộ và phải lấy những cái chân hương. Nếu muốn gọi vong nam thì phải lấy 7 cái chân. Đây góc làm việc của em à? Dạ, cái này là góc làm việc của em. Ngày nào cũng vậy. Dạ. Thế em đã quá quen với những cái hiện tượng này rồi đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Em là không còn sợ hãi gì hết. Dạ.